Chiều ngày 31 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thông tin bệnh nhân số 428, ngụ tại Hội An, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đã không qua khỏi. Bệnh nhân số 428 là nam, 70 tuổi, trú tại phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, tăng huyết áp, suy tim. Ngày 9 tháng 7, bệnh nhân thấy tức ngực, mệt, vào nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày 9 tháng 7 đến nay, bệnh nhân được điều trị tại khoa nội tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 26 tháng 7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho thấy dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân được đưa vào khu vực cách ly tại khoa nội tiết niệu Bệnh viện Đà Nẵng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân số 428 là một trong những bệnh nhân nặng được tiểu ban điều trị Bộ Y tế lưu ý chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, do tuổi đã cao, bệnh nền nhiều, bệnh nhân đã tử vong sau 6 ngày phát hiện mắc COVID-19. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.